Chào tất cả các em, chị là công chúa Baby. Và hôm nay chị sẽ giới thiệu cho các em style fashion của chị nha. Các em có biết style fashion là gì không? Là phong cách thời trang riêng đấy. Rồi, bây giờ chị mời các em khám phá tủ đồ của chị này. Chị sẽ có 3 phong cách khác nhau, tất cả đều là do chị tự thiết kế đấy. Các em thấy chị có giỏi không? Bây giờ làm mẫu chấm bi này nha. Toàn bộ tủ đồ của chị đều là quần áo chấm bi hết này. Đẹp không? Rồi chị sẽ mặc một chiếc nha. Đó. Có rất là nhiều kiểu tóc khác nhau. Rồi chị sẽ để bộ tóc màu vàng này nha. Đây là một chiếc nơ này, chiếc vòng này, một chiếc túi và một đôi bông tai này. Rất là đẹp phải không? Và toàn bộ tủ giày này của chị cũng là chấm bi hết đấy. Các em có thấy dễ thương không? Rất là dễ thương phải không? Rồi, với bộ váy này chị có thể mặc đi chơi, đi siêu thị, đi công viên đều được hết. Rồi nha. Tiếp theo, phong cách thứ hai. Đó, đây là tủ đồ mới này. Có rất là nhiều kiểu phải không? Chị sẽ mặc bộ này đi dự sự kiện này. Có rất là nhiều kiểu tóc nha. Đó, kiểu nào cũng đẹp hết. Đây, chị sẽ để kiểu này nha. Một chiếc túi, một chiếc vòng, một bông hoa cài đầu và một đôi bông tai. Rồi, tiếp theo là một đôi giày nha. Đó, có rất là nhiều đôi giày. Đôi giày này khá là dễ thương và hợp này. Rồi, thế là chị đã có một bộ đồ ưng ý để đi dự sự kiện rồi đấy. Tiếp theo là một bộ đồ để đi học nha. Các em hãy chọn giúp chị nha. Đó, chúng ta có cả quần áo này, zip này, áo caro này, váy này. Chị sẽ chọn bộ này nha. Kiểu tóc thì có rất nhiều kiểu này, nhưng chị sẽ để kiểu này cho hợp nha. Một chiếc khăn quàng cổ, một chiếc túi đựng sách vở này, một chiếc nơ này, một đôi bông tai này. Và chúng ta sẽ tìm một đôi giày hợp lý nha. Chúng ta sẽ đi đôi giày thể thao này nha. Thế là chúng ta có một bộ đồ để đi đến trường rồi đấy. Ok này. Thế là chúng ta đã chọn xong rồi đấy. Đó, đây là 3 bộ đồ để đi chơi này, đi dự sự kiện và đi đến trường. Các em hãy lựa chọn cho mình những bộ đồ phù hợp để đi chơi nha. Đi dự sự kiện cũng phải là một bộ đồ hợp lý đó. Và đi đến trường phải là một bộ đồ đứng đắn và lịch sự, nếu không sẽ không phù hợp đâu. Chào tất cả các em, chị là công chúa Baby. Và hôm nay chị sẽ giới thiệu cho các em style fashion của chị nha. Các em có biết style fashion là gì không? Là phong cách thời trang riêng đấy. Rồi, bây giờ chị mời các em khám phá tủ đồ của chị này. Chị sẽ có 3 phong cách khác nhau, tất cả đều là do chị tự thiết kế đấy. Các em thấy chị có giỏi không? Bây giờ làm mẫu chấm bi này nha. Toàn bộ tủ đồ của chị đều là quần áo chấm bi hết này. Đẹp không?